Kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, chúng ta còn chừng non 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Và đương nhiên cái chủ đề liên quan đến bầu cử ở tại Hoa Kỳ nó không phải nó sôi động vào lúc này. Nó sôi động từ ngay lúc năm 2017 ngày 20 tháng 1 nó đã sôi động. Nó đã mong chờ đến cái một giây phút để mà có cái ngày bầu cử. Và đương nhiên thời điểm này là thời điểm tất cả mọi chuyện nó lên cao điểm. Và trong chuyện liên quan đến chuyện bầu cử thì sáng nay có một câu chuyện rất là thú vị liên quan đến những khoản tiền tranh cử. Và trong thời gian vừa qua chắc quý vị cũng biết rằng là càng lúc cái số tiền mà bỏ vào tranh cử của các ứng cử viên vào chức tổng thống Hoa Kỳ trong cái lần trước nó đã lên trên 1 tỷ Mỹ Kim. Và người ta thấy rằng là wow, bây giờ cuộc tranh cử vào tổng thống của Hoa Kỳ là giống như là cuộc mua bán. Và trong thời gian vừa qua tất cả các ứng cử viên đều tìm mọi cách để tranh cử. Nhưng mà điều rất là thú vị là Tổng thống Donald Trump là người tranh cử được nhiều nhất. Ông đã, cái quỹ tranh cử của ông đã lên trên 1 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái 1 tỷ Mỹ Kim đó phải là lợi thế đè bẹp hết tất cả. Nhưng mà lại có một cái chuyện báo chí vừa lại phanh phui là 1 tỷ Mỹ Kim đó bây giờ nó không còn là 1 tỷ nữa. Mà một nó tỷ là một số khác. 1 tỷ mốt. Yeah. Bây giờ nó lại là một cái con số khác. Và tại sao như thế? Rồi cái những cái chủ đề về để mà tranh cử những vấn đề mà thực tế như thế nào cần phải quan tâm. Nhưng mà cái chuyện tiền bạc là cái chuyện vẫn là chuyện đầu tiên. Thì thưa anh Đỗ Dũng, cái 1 tỷ này bây giờ là cái thế này nó quá lớn, không thể nào mà ai vượt qua được. Thì đây có phải là vẫn còn là lợi thế hay không? Xin chào anh. Vâng, xin chào anh Mai Phi Long, kính chào khán giả SBN. Giống như chương trình SBN Morning sáng ngày hôm nay, tôi có nói cái cuộc bầu cử năm nay là khó đoán nhất, là bởi vì nó có nhiều vấn đề trong đó. Và từ giờ cho đến ngày bầu cử nó sẽ có những cái thay đổi. Và chúng ta thấy là với một cái phương cách mà vận động của Tổng thống Donald Trump ấy, là ông có nhiều bất ngờ lắm. Thành ra chính vì cái đó nó khó đoán. Những cái polling, những cái gì nói chung là nó trồi sụt tùm lum tùm la hết. Và nó có những cái khoản là nó có những cái vấn đề làm cho chúng ta khó đoán, chẳng hạn như vấn đề Covid-19. Nó làm cho nước Mỹ trở thành cái nước có nhiều người chết nhất trên thế giới. Đúng không? Mà bây giờ không biết trong đầu cử tri Mỹ đó, họ còn coi cái đó quan trọng hay không? Nếu họ còn coi Covid-19 là quan trọng, là lỗi ông Trump thì ông Trump sắp thế. Còn nếu họ coi cái đó không còn quan trọng, hoặc là thậm chí họ coi ngược lại theo lời ông Trump nói đó là chuyện bịa, thì ông Trump lại có lợi thế. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là kinh tế. Bây giờ chúng ta biết là kinh tế Mỹ đang bị trì trệ. Thất nghiệp bây giờ vẫn ở mức 8.4%, mặc dù là đã giảm nhưng mà khá là cao. Nói chung là về kinh tế trên khoảng 3-4% là coi như có vấn đề. Cho dù lý do gì chăng nữa, nghe không? Thì nếu cử tri họ hiểu đó, ok, kinh tế mà đi xuống, thất nghiệp tăng lên, anh tổng thống chịu trách nhiệm, chấm hết. Nhưng nếu ông Trump ông thuyết phục được người ta bảo cái này vì Covid-19 chứ không phải vì tôi, thì ông Trump không có vấn đề gì. Vấn đề thứ ba là các cuộc bạo động ở tại nước Mỹ đang xảy ra, và đặc biệt tại thành phố ông Portland, tiểu bang Oregon, kể từ hồi tháng 5 bây giờ không ngừng. Rồi mới đây ở Kenosha, và trước đó nữa là bên Minnesota, cái vụ George Floyd. Thì liệu những cái này bây giờ hai bên cũng đang tận dụng cái chuyện này? Một bên thì ông Trump bảo rằng là ông Joe Biden á, nếu bầu ông á là nước Mỹ sẽ hỗn loạn, bầu tôi thì không hỗn loạn. Ông Joe Biden thì bảo là ông Trump là người kích động các bạo động này, quý vị bầu ông Trump là sẽ còn bạo động nữa, bầu tôi sẽ giải hòa. Đó. Liệu cử tri tin ông nào? Vấn đề thứ tư, vấn đề vaccine. Sáng nay trên chương trình SBN Morning chúng tôi kể cho quý vị vấn đề vaccine. Vaccine bây giờ cũng bị chính trị hóa. Một bên thì bảo làm lại đi, một bên thì bảo là khoan làm cho đúng khoa học đó. Đó, bên nào được cử tri tin hơn? Vấn đề thứ năm là vấn đề cứu nguy kinh tế. Hiện nay hai bên đang bế tắc. Sáng nay bản tin mới nhất mà Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vừa mới cho biết là trong tuần này Hạ Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho cái cứu nguy kinh tế. Không biết là họ bỏ cho cái nào, 1.000 tỷ hay là 2.200 tỷ. Hai bên bây giờ đang bế tắc. Cộng hòa Dân chủ đang bế tắc. Liệu cử tri tin bên nào? Cho tới bây giờ cái người ta mong cái 1.200 chưa có. Còn cái là tiền mà 300 thì một số tiểu bang bắt đầu đưa rồi. Một số nơi bây giờ có là 600, có 900, có tùy theo tiểu bang họ cho thêm. Cái đó thuyết phục cử tri bao nhiêu? Để mà có lợi cho ai?
Đó là năm cái vấn đề mà tôi đang muốn nói là nó làm cho cuộc bầu cử này khó đoán. Rồi bây giờ chúng ta đi vào hai ứng cử viên. À, hai ứng cử viên giữa cá nhân họ có hai vấn đề luôn luôn khác biệt với nhau. Thấy không? Thứ nhất là vấn đề sức khỏe. Ông Trump thì đang tính tập trung vô cái lá bài đó. Bởi vì ông Trump năm nay có 74 tuổi. Khi ông đắc cử vào năm 2016, ông là tổng thống đắc cử cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lúc đó 70 tuổi. Bây giờ ông Joe Biden 77, nếu Joe Biden thắng cử vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021 mà tuyên thệ nhậm chức, thì ông Trump trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, 78 tuổi. Thì ông Trump sử dụng cái lá bài đó với lại ông Joe Biden. Ví dụ mới đây, chúng ta biết là đó, ông thường thường hay nói ông Joe Biden là sleepy Biden, cái ý nó là ông này già rồi, mệt mỏi ngồi đâu ngủ đó, nói chán, phải không? Rồi nói ông này hay nói hay như không quê, không nhớ. Ví dụ cái vụ mà 120.000 người chết, ông nói là thả lộn thành 120 triệu, mặc dù sau đó ông nói lại rồi, nhưng bên ông Trump ông cắt cái đoạn nói lại chiêu lên tránh cử mà đó. Thì ý ông Trump nói là ông Joe Biden yếu lắm, không còn nhớ gì nữa, nghĩa là sức khỏe yếu này kia. Nhưng mà mới đây thì ông Trump lại bị cái vụ mà bước lên những cái cầu thang chẳng hạn xém té, hay là đi vô bệnh viện quân y viện Walter Reed một cách bí ẩn mà đến giờ người ta vẫn đang nghi ngờ, vân vân. Và mới đây nữa trên chương trình đài Fox với lại ký giả Sean Hannity, mới tháng này tháng rồi thôi, ông Trump có nói như thế này: có điều gì đó đang xảy ra liên quan đến sức khỏe của ông Joe Biden đó. Và tôi nghĩ là tôi có thể tìm ra rất sớm, sớm lắm tôi hy vọng vậy, nhưng mà có một điều gì đó rất lạ lùng đang xảy ra với sức khỏe của Joe Biden. Đó là một cái kiểu thả thính của ông Trump làm cho người ta cũng nghi ngờ về sức khỏe của ông Joe Biden. Nhưng mà như tôi nói đó, ông Trump cũng có vấn đề. Đó là tôi nói vừa rồi, chẳng hạn như vô bệnh viện là Walter Reed này, hồi tháng 11 năm 2019, là đến bây giờ người ta vẫn chưa biết, và có bí mật là tại sao vô, và có những tin đồn là bị sốc nhẹ vân vân, đại khái như vậy. Và mới đây thì đó, như sáng nay chúng tôi có cho quý vị coi, khi mà ông bước lên cái bậc thang cũng thấp, ông trao đảo. Và hồi tháng 7, khi mà ông dự cái lễ ra trường của Đại học West Point, Học viện West Point, thì ông bước đi, ông lại cầm cái thành của cái rêu đó, đi mà cái đó là không phải đi lên nha, đi bình thường thôi. Rồi lúc mà ông cầm chai nước mà ông uống đó, ông còn nhìn đó, làm cho đó là những dấu hiệu mà người ta thấy ủa tại sao nó bất bình thường đó. Thì đó là những cái chuyện mà về sức khỏe. Thưa anh Long. Vâng, thì trong cái chuyện này thì chúng tôi cũng thấy để ý có nhiều chuyện rất là đặc biệt liên quan đến các chủ đề. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà đầu tiên chúng ta nói ra Dũng, yeah, về cái chuyện tiền bạc. Thì bây giờ cũng... mình có thể đi qua những cái này trước, okay, rồi mình trở lại cái tiền bạc không, để cho người ta dễ hiểu. Vâng. Yeah. Thì bây giờ trong cái những cái chủ đề mà cần phải tranh luận, bây giờ ngoài cái chuyện sức khỏe anh đã nói rồi. Vâng. Thì bây giờ đó, bây giờ cái chuyện sang qua nó cũng có liên quan đến sức khỏe. Bây giờ những cái vòng gọi là tranh luận. Thưa quý vị, trong cái chuyện tranh luận thì chúng ta thấy là mỗi một mùa bầu cử thì dân chúng Hoa Kỳ đều chờ đợi xem là các hai ứng cử viên sẽ đối đáp với nhau như thế nào, và từ đó người ta sẽ quyết định những cái lá phiếu của mình. Thì trong cái chuyện mà tranh luận thì nhiều người họ nghĩ rằng là ông Joe Biden sẽ không có đủ cái sức mà gọi là đối đáp lại với ông Donald Trump. Thì thứ nhất, về người ta nói là về cái bản tính, ông Joe Biden có thể rằng là trong những cái lần mà chúng ta có để ý trong cái cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ, ông nói và ông thường thường ông lại chấm dứt trước khi cái thời gian mà người ta cho phép. Ông lại là người chủ động mà chấm dứt trong cái thời gian cho phép. Tôi nói 3 phút, tôi sẽ nói đúng gần đến 3 phút là tôi ngừng. Đó là cái kiểu của ông Joe Biden. Và ông không có kéo dài cái chuyện mà ông nói. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chúng ta biết rồi, không cho ông nói, ông cũng giành nói. Và ông nói, và khi ông nói là ông không ngừng. Thì trong những cái chuyện này người ta thấy rằng là về cái mặt mà tranh luận thì có thể rằng là ông Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái lợi thế hơn ông Joe Biden trong cái sự việc này. Và trong cái chuyện này cũng đã đưa ra những cái sự lo lắng cho bên phía Dân Chủ,
với cái tuyên cái lời nói của bà Nancy Pelosi, bà khuyên ông Joe Biden là đừng nên tranh luận với ông Donald Trump, mặc dù bà đưa ra một cái lý do rằng là ông Donald Trump không phải là cái người mà xứng đáng để tranh luận, ý của bà nói là như thế. Thì bây giờ trong cái vấn đề tranh luận này, nếu mà hai ông chú ý vào chuyện này thì theo anh Dũng nghĩ rằng người dân Mỹ chờ đợi cái gì? Họ chờ đợi một cái người mà một nhà hùng biện nhưng mà với những cái lời nói rất là khoa trương, hay là họ chờ đợi một người mà nói ít nhưng mà người ta cảm nhận được cái sự nói của người đó? Cũng không biết anh, là bởi vì ông Trump ông nói ông có khán giả riêng của ông à. Và ông Biden nói có khán giả riêng của ông Biden. Và thực sự ra đó, người ta coi như vậy, nhưng mà cái ảnh hưởng của cái cuộc tranh luận đó đối với cử tri nó bao nhiêu thì chúng ta khó biết. Nhưng mà ông Joe Biden thì ông có đề nghị cái này, ông đề nghị cái người mà điều khiển chương trình là phải có cái chuyện là kiểm chứng cái sự kiện, bởi vì ông bảo là ông Trump hay nói dối lắm, hay bịa chuyện này, ông muốn có cái đó. Thì tôi chưa biết là cái phương cách ông Chris Wallace cũng như ông Steve Scully và cái cô mà Kristen Welker, ba người sẽ là điều khiển ba cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden thì họ sẽ làm như thế nào. Bởi vì thông thường đó thì họ không có ngưng lại, họ để cho cái flow đi đây. Nhưng không biết điều kiện ông Joe Biden đưa ra có được chấp nhận hay không, chúng ta sẽ chờ. Bởi vì cái ngày đầu tiên mà tranh luận sẽ là ngày 29 tháng 9 ở tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio. Thì cái đó là vấn đề là tranh luận, hai bên cũng là tranh thủ với nhau. Còn ba vấn đề nữa cũng như vấn đề tiền bạc cũng rất là quan trọng trong cái chuyện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cho quý vị. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau một quảng cáo.